rùng mình với ngôi mộ có thiết kế cửa sổ trời có thể nhìn thấy người đã khuất. Tại nghĩa trang Evergreen thuộc bang Vermont, Mỹ, từ rất lâu đã tồn tại một ngôi mộ có thiết kế đáng sợ, thu hút sự quan tâm của người dân từ khắp nơi đổ về vì chi tiết có 102 của nó. Đó chính là ngôi mộ của bác sĩ Timothy Gladsmith, với một chiếc cửa sổ trong suốt làm bằng kính được đặt ngay trên đầu nơi ông nằm, và kiến trúc này cũng được chính tay ông thiết kế. Smith thậm chí đã được cấp bằng sáng chế cho thiết kế ngôi mộ của riêng mình. Ông ấy không chỉ lắp một cửa sổ nhìn thẳng mặt mình trên mộ, mà còn cho xây hẳn một hệ thống báo động, bao gồm một chiếc chuông ở bên trong. Vậy những thứ này có tác dụng gì với một người đã chết? Đã đến từ một nỗi sợ mang tên nỗi sợ bị chôn sống. Trong trường hợp Smith chưa thực sự trút hơi thở cuối cùng và bất ngờ tỉnh dậy dưới lòng đất, ông ấy có thể kéo một sợi dây nối với chiếc chuông để báo hiệu cầu cứu. Trên thực tế, nỗi sợ này hoàn toàn có căn cứ, bởi vào thời điểm đó, ngành y tế chưa thực sự phát triển. Những bệnh nhân rơi vào trạng thái gần như tắc thở, thường bị chôn sống trước khi tỉnh lại dưới hầm mộ. Vào đầu những năm 1900, hầu như mỗi tuần đều có một người bị chôn sống được phát hiện. Nỗi sợ hãi này đã kích thích một ngành thủ công phát triển ở thời đại đó, mang tên ngành chế tạo những chiếc quan tài và hầm mộ an toàn. Nhiều người địa phương còn kể rằng, có một chiếc búa và một cái đục được chôn cùng thân thể của bác sĩ Smith trong trường hợp ông tỉnh dậy và cần tạo ra một lối thoát ra nhanh chóng. Sau khi thiết kế ngôi mộ cho chính mình, bác sĩ Smith đã qua đời vào dịp Halloween năm 1893, và sự thật là ông ấy không bao giờ cần sử dụng đến chiếc chuông đó. Ngày nay, không ít người tìm đến viếng thăm ngôi mộ với hy vọng được nhìn thấy những gì còn lại của bác sĩ Smith. Tuy nhiên, họ đã phải thất vọng vì hơi nước ngưng tụ và sự phát triển của thực vật bên trong mộ đã khiến lớp kính bị mờ đi, nên khả năng nhìn thấy bên trong hầu như không thể. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin 3 phút bí ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tin 3 phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.